Ok, xin chào anh em, thì tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay thì thật là vui mừng bởi vì lại có quét running không ngày. Rất nhiều bạn quan tâm đến những quét như thế này. Thì các bạn nào quan tâm thì nhớ link mình để phần mô tả bên dưới để cho các bạn đăng ký cái nhận mail mà mình gửi đến cho các bạn trước. Thì thực ra những quét này mình đã gửi trước đến cho tất cả các bạn rồi. Và lưu ý là cái quét này mình đã rút được về đây, đây, mình rút được về trước rồi. Có nghĩa là mình đầu tư trước rồi, rút về trước rồi. Còn đoạn video clip này mình chỉ làm lại, làm để cho nói chung là thông tin thì tôi đã đưa trước rồi và tôi ấy trước rồi. Ok, thì trước khi vào web này thì mình sẽ tiến hành rút tiền ở web hôm qua không đầu tư, không có tiền để rút. Ok, thì mình sẽ tiến hành rút tiền ở web này. Web quá nổi tiếng rồi. Các bạn nếu nhớ phải đón xem clip của tôi hàng ngày để xem tôi rút tiền hay không, lúc nào thì web chết. Ok, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành rút. Hôm qua đầu tư hơi nhiều ha. 6 này. Đối với quét này thì tí nữa mình sẽ làm thêm một đoạn clip, tí nữa một một lúc nữa sẽ mọi thứ nữa. Đây tiền về đây nhé, đây 2.57 tiền về này. Đối với những quét tí nữa mình sẽ làm thêm một clip đặc biệt để gửi anh em, thì anh em nhớ đón xem cái clip đấy, còn clip này mình chỉ làm qua thôi. Bây giờ Perfect Money này. Ok, đây Perfect Money này. Các bạn sẽ xem tiền về đây đấy, bạn sẽ thấy được tiền về. Ok, bây giờ thì mình sẽ đầu tư thêm. Đương nhiên mình sẽ đầu tư thêm rồi. Ok. Ok, đây, đầu tư thêm để chạy tiếp. Ok, có lệnh này. Đấy. Ok, con tiếp theo. Con mà rất nhiều anh em chửi bới mình là các ông ấy, tí nữa tôi lại làm riêng một clip để đầu tư tiếp ở con này. Con này mình sẽ rút rất nhanh, sau đó thì mình sẽ nói riêng ở một clip khác để cho các bạn đỡ bị xáo trộn, để cho anh em những anh em nào đang chửi tôi thì... Ok, thì tôi sẽ nói rõ. À quên, nhầm, tôi chưa chọn đấy. Mấy ông cứ chửi tôi đi. Con này mình sẽ làm một clip riêng sau. Ok, feedback để cho vì các bạn chửi. Đây, 7.9 này, về đây. Đấy, tiền nhiều. Tôi có 112 đô, tí nữa tôi sẽ đầu tư thêm. Tí nữa các bạn sẽ nhìn thấy. Ok, thì bây giờ là xong cái việc đầu tư, thì các bạn nhớ đón xem phần sau. Hôm nay chúng ta sẽ đi giải quyết cái quét này mới là chủ yếu, mấy cái kia gọi là phụ thôi. Tí nữa mình sẽ làm thêm clip để cho các bạn xem. Ok, cái quét này running không ngày, như mọi khi những cái quét như thế này thì sẽ không dành cho các bạn mới chơi. Các bạn nào dưới 18 tuổi thì tốt nhất là nên tắt clip đi và cũng không đừng nên xem. Min đầu tư lên 1 đô này, 5% for 25 giờ thì thực ra đã rút được rồi. Mình chỉ cần vào để cho các bạn xem cái sự nguy hiểm của nó thôi. À các bạn nhầm, kính Open New Account kích đây nhé. Con này nó đây. Con này nó khác hơn so với những con khác là cái câu hỏi bí mật các bạn phải điền. Cái kia câu hỏi bí mật các bạn không phải điền. Cái này. Nói chung là nếu như mà tôi đã quyết tâm đầu tư thì ngày kiếm từ tiền đầu tư khoảng độ vài chục đô là chuyện bình thường. Đấy, gì thế? Ê, gì nhỉ? VIP. Ok, à quên nhầm. Đối với mình ý, thì việc mình đầu tư ấy, một ngày mình kiếm vài chục đô, việc đầu tư có nghĩa là theo kiểu nhàn hạ thì nó rất là ấy. Được rồi, tí nữa tôi sẽ làm một clip riêng nhé các bạn nhé, mình sẽ làm một clip riêng để gửi các bạn. Đấy, đây nhầm.
còn ở chỗ này cái gì đấy, làm gì à? Như nó không cái xịt password kia nào. Để là gì nhỉ? Gái gọi Trần Duy. À, cái này phải trùng nhau hay sao ấy? À, gái gọi, đúng rồi. Cứ một câu hỏi của answer Trần Duy. Ok. Send to me, ok. Ô. Hay là do bị kích kích vào đây nhỉ? Hay là trùng tên, hay là ông nào ông lại dùng tên tôi rồi? Trời. Tôi nghi lắm. Các ông nghi. Mấy lần nào mấy ông toàn dùng tên tôi. Các ông tha cho tôi cái. Tên tôi mà các ông cứ. Để tôi quay lại xem mở được chưa. Chưa tôi quay lại open account này, hay là không bị cái gì nhỉ, nó không cho tên. Đấy, đấy. Thôi vậy này, các ông đổi từ tên tôi rồi. Hay là cái từ gái gọi này nó không được nhỉ? Ôi được rồi. Thôi rồi, cả hai tên các ông cùng đấy. Tôi cũng đến chịu mấy ông nhỉ. Cả hai tên các ông cùng lấy của tôi. Tôi cũng đến ạ mấy ông đấy. Ok. Bây giờ thế nào? Low deposit for brand. À đấy. Plan account, new invest này, các bạn kích vào đây nha để đầu tư này. Đây, plan này một này, ta ấn một cái nút xem nào. À, đây con này nó sẽ lợi suất hơn con kia, sau một ngày đã có được 1.2 rồi. Những cái con vừa rồi mình rút ấy thì sau một ngày nó sẽ được 1.1 thôi. Thì link những con đấy mình sẽ để ở phần mô tả, hoặc là các bạn xem những clip khác của mình thì sẽ có những con vừa rút. Thực ra là những cái con vừa rút ấy thì nó không dành cho các bạn mới chơi, đâm ra các bạn chơi lâu thì các bạn ấy xem clip của tôi thì các bạn ấy biết rồi, nên là tôi cũng không cần phải nói nhiều. Ôi nhìn này, điểm rất là thấp. Trust me, tôi đầu tư cho anh xem nhé. Sẵn sàng thanh toán này, phí mất 0.1, ok, để xem tiền nó vào không. Ok, đã tip rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ đón xem nhiều clip khác về đầu tư để mà có thể đầu tư hiệu quả. Vì những cái kiểu thể loại này không dành cho các bạn mới chơi, và các bạn còn nghi ngờ thì cũng không nên chơi nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.